Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip tiếp theo về giới thiệu với các bạn một cái mạch pha đồ đố nhôm. Thì ở đây mình điện mình nó gồm có những cái thiết bị như sau. Đây là cái CP nguồn, một pha và một cái công tắc tơ để điều khiển cho cái động cơ máy cắt. Ấy động cơ máy phay, tôi xin lỗi, động cơ máy phay và cái thanh đẩy cái xi lanh đẩy cái phôi vô cái máy phay, cái lưỡi phay, và đây là cái gờ le kiến để kẹp phôi. Thì nguyên lý một hoạt động của cái mạch phay đầu đố này thì khi mà các bạn đặt cái lưỡi phay vào rồi á, thì các bạn tiến hành các bạn kẹp phôi bằng cái nút nhấn này ha. Kẹp phôi bằng cái bộ nút nhấn on off này. Tại khi mà các bạn bấm kẹp phôi thì cái xi lanh nó sẽ tiến hành giữ phôi cho chặt lại, và đồng thời khi mấy bạn muốn nhả phôi thì bạn bấm nút đỏ này. Còn cái nút xanh này là để tiến hành cho động cơ máy cắt chạy, động cơ máy phay chạy, và cái xi lanh đẩy phôi vào cái máy phay đó, nó sẽ tiến hành kích điện cho cái xi lanh đó. Thì đây mình không có cái thiết bị động cơ máy cắt đó, cho nên mình sẽ tiến hành mình đây mình giả dụ như cái bóng đèn đỏ này là cái đòn động cơ máy cắt, và cái nút đèn đỏ này á là để tượng trưng cho cái xi lanh đẩy cái phôi, đẩy cái thanh nhôm vào đến cái lưỡi cắt. Khi nào mà thanh nhôm đến cái lưỡi cắt của máy phôi á, máy phay á, thì khi đó nó sẽ chạm vào cái hành trình này và nó tiến hành nó ngưng quá trình phay, nó ngưng quá trình phay và nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, và nó lấy cái thanh nhôm về vị trí ban đầu. Lúc đó thì mình sẽ bấm nhả phôi ra và lấy cái thanh nhôm ra. Đây là cái bóng đèn vàng này là tượng trưng cho cái kẹp phôi hơn mà. Thì tôi sẽ tiến hành tôi test thử cho bạn xem. Tôi sẽ đóng nguồn lên. Đây là nút dừng khẩn cấp, trường hợp đang hoạt động mà gặp sự cố gì thì các bạn cứ bấm dừng khẩn cấp, và cái đèn đỏ này nó mất điện, có nghĩa là toàn bộ mạch điện này không còn điện nữa. Đây tôi sẽ bấm kẹp phôi, đèn vàng sẽ sáng, có nghĩa là đèn vàng sẽ sáng là khi lúc đó các bạn lấy cái tủ điện về á, thì các bạn sẽ đấu hai dây của cái cuộn kích này nè vào hai chân của bóng đèn vàng này. Là lúc mà mình bấm nút xanh nút bấm này thì kẹp phôi nó sẽ kẹp phôi, và cái cuộn kích này nó sẽ có điện và đường hơi mình đi đến cái xi lanh kẹp đó, là lúc đây thì nó đang kẹp phôi. Khi mà kẹp phôi rồi á, mình sẽ tiến hành mình bấm cái động cơ máy phay cho nó phay, động cơ máy phay phay, và đồng thời cái xi lanh mà nó sẽ đẩy cái thanh nhôm đi đến cái lưỡi phay mình, và khi mà nó chạm hành trình á, khi mà nó chạm hành trình thì bắt đầu cái động cơ nè, động cơ mình sẽ ngưng, và cái bộ kích cho cái xi lanh mà đẩy phôi á, nó sẽ rút lại gì thì nó về trạng thái ban đầu. Đây tôi test thử đó, khi mà chạm hành trình là có nghĩa là quá trình phay mình đã xong, cho nên nó sẽ tắt máy phay và rút rút cái bánh về vị trí ban đầu lại. Lúc đó mình sẽ nhả kẹp phôi và xong quá trình phay cái đầu đố của mình. Mạch này thì khi mà các bạn chưa có kẹp phôi thì các bạn bấm động cơ nó không không chạy được các bạn. Khi nào mà phôi các bạn đã vô vị trí ổn định rồi, các bạn tiến hành kẹp cho chắc phôi rồi, bắt đầu các bạn bấm máy cắt nó mới chạy được. Còn trường hợp á mà đang chạy mà chưa có kẹp phôi thì mình bấm động cơ lên và nó không hút. Vâng, xin chào các bạn.